Thì như khi nãy Quang Thái đã nói đó, Quang Thái sẽ nhường lời cảm ơn chân thành nhất từ cô dâu chú rể hôm nay, cũng như là anh Charlie vừa mới bước qua tuổi dậy thì. Thì Quang Thái sẽ nhường cái microphone lại cho đôi tân lang và tân gia nhân ngày hôm nay. Mỗi lần kêu đưa microphone là cái bắt cái của em. Cảm ơn MC Quang Thái và lời nói của Kim cho phép em gửi lời chào trước nha, và lời chúc trước nha. Em gửi lời chào mấy anh, mấy chị, mấy bạn một lời chào thân thương nhất và lời chúc sức khỏe nha. Có sức khỏe là có tất cả. Và em không biết nói gì hơn là hôm nay là thật ra buổi tiệc hôm nay là rất là last minute, có 2 tuần để chuẩn bị thôi, mời thôi, nhưng mà cũng có nhiều sơ sót tại vì có thể mời mà không thời gian để mà confirm người ta luôn á, cho nên mừng nhưng được có những anh chị thương có mặt hôm nay. Hôm nay là không có gì bằng 1000 lời cảm ơn không đủ không quý vị ơi. I love you. Xin nói ai ơn nữa. Ủa sao nó ai lớp vô mà mặt ông vô cảm quá vậy? Bỏ vậy á. Mặt vô cảm quá. 12 năm ra đây là hôm nay cố tình để làm nó cưới để cho rồi mới tình mà cũng trong quốc à. Rồi vậy là đêm nay chắc không động phòng chắc rồi. Cái nói chuyện động phòng cho anh báo tí xíu mọi người cười nha. Tại vì 12 năm trước đám cưới á, bận quá con mệt cái quên động phòng ngay hôm đó. Cho nên hôm nay cố tình để mà làm lại để động phòng hôm nay nha quý vị. Hy vọng là hơn. Hơn lắm xui nha. Vậy giống mua vé số vậy. Thưa quý vị, anh Charlie thì anh sai và con người anh rất là thành thật và nói chung thật thà đó quý vị. Cái kỷ niệm mà cái lần đầu tiên mà kỷ niệm kỷ niệm lần đầu tiên mà ngày cưới đó thì Xuân Đào lúc đó còn trẻ lắm, còn lũng na nũng nịu lắm. Charlie hỏi là em ơi, em muốn anh tặng quà gì cho em ngày hôm nay. Cái Xuân Đào cái đứng ổng a ổng hẹo giơ tay đưa tay rồi em muốn tặng cái gì đó mà có thể là em sử dụng khắp cả người của em mà đưa tay gì rồi đưa lên cổ. Ý Xuân Đào muốn nói là anh ơi một đôi bông hoa, một cái dây chuyền, một chiếc nhẫn gì đó. Nhưng mà anh Charlie anh nghe cả người anh không biết làm sao, cuối cùng anh đi tặng cho một món quà rất là đặc biệt, mở ra đó là cục xà bông. Có như là em tắm từ trên đầu tới xuống là đầy đủ hết cả người em luôn. Sau 12 năm cưới nhau thì Hồ Xuân Đào không còn ngây ngô như ngày nào nữa. Tới 12 năm hỏi em ơi em muốn làm cái gì, kỷ niệm món quà gì cho em. Hồ Xuân Đào đưa ra, dạ em muốn chiếc nhẫn hộp sò thật bự. Và cuối cùng quý vị đã thấy trên Facebook chiếc nhẫn hộp sò vừa khoe mấy ngày hôm nay, phải không quý vị? Thì bây giờ Xuân Đào mở đầu chương trình văn nghệ hôm nay luôn. Để rồi sau đó mình chơi cho thoải mái, xuống chào tất cả bạn bè cho thoải mái những giây phút còn lại. Đúng không ạ? MC có ý đồ, sợ cô dâu say. Hôm nay không phải là cô dâu nha, nhưng mà sợ say cho nên kêu hát trước để đáp được con mừng quên. Thật ra thì không phải, là thật ra là em nói là cảm ơn chưa đủ. Thì em xin hát một bài hát để thay lời cảm ơn, được không ạ? Thật ra là cũng đói rồi đó, sáng giờ chưa ăn nhưng mà hát luôn. Ngày mai người ta đi lấy chồng. Ủa, ngày hôm nay em sẽ đi lấy chồng. Tại vì hôm nay là ngày kỷ niệm cưới của vợ chồng Xuân Đào với anh Charlie. Và cũng là ngày birthday của ông xã của Hồ Xuân Đào. Thì hôm nay là sau lưng Nga rất là nhiều người, mọi người quan khách rất là đông. Bây giờ Nga có review cho mọi người xem. Ngày hôm nay là ngày birthday của ông xã của Xuân Đào, vừa tròn 60 tuổi nữa. Đứa của chị Nga ghi những khoảng khắc này nha, để cho mọi người biết là kỷ niệm ngày cưới ở Mỹ ra sao ha.
Thiệt là vui, hạnh phúc và hòa
hãy nắm chặt thật là chặt cái tay của nhau đi, thêm thật nhiều chục năm nữa nhé. Dạ rồi, xin gửi đến một ca khúc rất quen thuộc ạ. Cho hỏi là ở đây ai độc thân ế giơ tay giùm em cái được không ạ? Ai đi mình ế giơ tay giùm em ạ? Ở đây có đôi không Hồng ơi? Còn lại là có đôi có cặp hết phải không ạ? Rạ cho em được nhìn thấy cánh tay của mọi người giơ lên được không ạ? Em ơi! Ai đang đi với người yêu của mình, bạn trai bạn gái giơ tay cầm lên cho mình vài giây được không ạ? Xin mời! Nắm tay vô, anh Cường nắm tay vô. Đi với vợ mà nắm tay vô đó. Nắm anh Dũng cầm tay chị Mai lên, yes. Anh Chris và chị Mai. Nắm tay anh thật chặt này. Giữ tay anh thật lớn. Hứa với anh một câu, sẽ đi cùng đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì tình đôi ta sẽ không xa rời. Live to love you more each day.
Thank you.
mình ở lại Mỹ. Nên ngày hôm nay là em tranh thủ đưa hai người đi cái một cái tiệc. Thấy tiệc ở đây vui không Ca Thành? Quá vui. Ca Thành chưa kịp phát hò phải chạy về để mà làm việc trọng đại. Livestream chia tay các fan ở tại Mỹ. Hát hò vì các fan cho nên phải về hát trước. Còn bỏ tiệc về giữa bỏ chừng tiệc này luôn, bỏ tiệc giữa chừng. Chưa ăn chưa uống được cái gì, mới ăn có một nửa con tôm hùm với là ba chén súp à. Chán quá. Ăn y tế. Lỗ luôn. Bình đâu rồi? Tôi bình lỗ bình luôn. Rồi bà Bình đâu? Bình đây, Bình đây. Sao rồi? Mai đi về Đài Loan rồi, kỳ này đi qua Mỹ shopping đã ha. Shopping đã. Shopping ngập tràn bán ngọc nhưng luôn. Nhưng mà từ đợt này đi qua Mỹ là thực sự trong 15 ngày không có ngủ được luôn. Chết cha sao vậy? Cứ bận công việc tới sáng 5-6 giờ, 7 giờ. Cái đợt trước ngủ dữ phải không? Đợt trước thì cũng còn ngủ được mà đợt này là không ngủ luôn đó. Chà, thì các bạn đợt trước là buổi tối ngủ thì mình ngay ngủ được. Dấu hiệu lớn tuổi đó. Khó ăn khó ở đây là cái mà xong việc như sắp mãn kinh rồi đó. Trời ơi cái gì mà tự khoe luôn vậy má. Nói đang lên. Như là đợt này là ca Thành với Bình qua đây rất là ngắn ngày, phải chạy về Mỹ Đài Loan lại vì lý do ở Đài Loan có mở một cái nhà hàng nên là rất là busy, nên là hai người phải chuẩn bị lật đật như là gì đó đi gì à. Chưa kịp chơi bời gì hết trơn á mọi người ơi. Bây giờ là Thúy Nga trên đường đi về nhà nha, để chuẩn bị tối nay chúng ta có một cái cuộc live stream chia tay với lại các fan của Mỹ. Ca Thành với Bình là khoái hát để tặng mọi người lắm nên giờ tụi em tranh thủ về hát. Nãy đám cưới rồi ta nhảy quá không hát được mẹ gì hết trơn quý vị ơi. Ta hát nhạc sung không à, Ca Thành vô hát nhạc kêu gãy sao, bởi vì đâu dám cho lên hát. Rồi chúng ta bye bye nha.